Vâng, em có một đôi vỏ thùng 30 giờ xét để cho anh em thay thế các cái thùng thùng loa, nâng cấp các bộ dàn gia đình hoặc là anh em có thể nhập về dựng loa cho khách. Đây là đôi thùng full 30 giờ xét này, vỏ gỗ MDF này. Ở trong đây nó sẽ đóng cái dấu cộng kia để đỡ hai bên thành và cái mặt thùng này, rất là chắc chắn luôn. Phễu hình vuông này, ống thông hơi mặt trước này. Lưới hay căng thì bao đẹp luôn, đẹp không? Sơn màu đẹp rất là đẹp và lưới hoa và có cả chống bụi nhá. Con này vỏ thùng thì mang thương hiệu Giờ Xét đấy, tem nó đây thì mình dán vào đây, các bác chỉ cần bóc cái này ra xong dán vào xong đấy. Thế còn đâu về cái vấn đề về thùng thì em lúc nào ưu tiên các cái loại thùng cân đấy. Các bác mà chơi gia đình thì đừng nên mua thùng lệch nhá. Nó làm để làm gì các bạn? Nó làm thùng lệch để làm nó monitor ở sân khấu ấy. Khi người ta làm loa lời ấy, người ta sẽ để nằm ở dưới cái lền này này. Đấy, các bác đi xem hội chợ bao giờ nó cũng có cái sân khấu cao cao đấy, xong rồi nó sẽ có cái thùng loa monitor, một là quay vào ca sĩ, hai là quay xuống khán giả đấy. Đấy là thùng loa monitor đấy, thì nó sẽ nằm vát một bên. Khi anh em ghép ở trong nhà thì nó sẽ rất là khó ghép mà nhìn nó không được đẹp. Ngày xưa hay dùng thùng Martin cánh én đấy thì nó hay là thùng vát vát lệch đấy. Nên em dùng thùng cân mà chơi gia đình thì rất là hay và chống của nó sẽ tốt hơn. Đấy, em nói thẳng luôn là như thế. Vì nhà em chỉ làm thùng cân thôi, vì thùng thùng vát thì rất là khó ghép cho khách. Còn phụ kiện thì em sẽ đưa kèm hết đầy đủ, đồng ốc là đầy đủ hết luôn nhé. Không thiếu một cái gì cả. Các bác ạ, không thiếu một cái gì cả. Thì cặp thùng này thì sẽ giá của nó thì rất là ok luôn. 1 triệu 6 bao ship cho khách hàng. Đóng thùng vào tất cả vào thùng xốp hết. Đấy. Nếu mà đóng thùng loa mà cuốn mỗi cái giấy thôi thì vận chuyển. Thứ nhất là ít tiền cước, thứ hai lại còn cả không bị tốn mất thùng xốp. Riêng đóng cái em thì em đã rất là cẩn thận. Đóng thùng loa phải đóng vào thùng xốp để đến tay khách hàng. Có thể nó sẽ cao đội thì giá hơn một chút đi, mình có thể ăn lại mỏng đi. Nhưng đến tay khách hàng từ cái góc này nó sẽ ok này, nó sẽ không bị vỡ góc, vỡ riếc, chảy xước. Nên cái đôi thùng loa mà chỉ cần một tí nỗi thôi thì nó là một cái bề ngoài ai người ta cũng nhìn thấy, nên khách hàng người ta rất là không thích. Thế nên là nhà em lúc nào cái thùng loa này lúc nào cũng là phải đóng gói rất là cẩn thận. Tuy là lãi suất thì hầu như là không có mấy, gọi là bán thùng loa gọi là bán tương tác thôi. Các bác thấy em bán thùng thì hầu như em ít đăng lắm. Thế nên là em quảng cáo thì trực tiếp là quảng cáo về cái mẫu mã là chính. Anh em có thể nhu cầu dựng loa thì bằng dựng bằng các mẫu thùng mà em đang quảng cáo ở đây. Sơn xiếc rất là đẹp luôn, màu đen của nó rất là bóng đẹp. Và cặp loa 1 triệu vỏ thùng này 1 triệu 6 bao ship nhá. Bao ship rồi nhá. Một cặp thùng này bao ship 1 triệu 6. Anh em có nhu cầu anh em đi trực tiếp ở cửa hàng Tùng Nguyễn nhá.